Hello, hello cả nhà. Sáng hôm nay 19 tháng 6, ngày đẹp. Thì kênh YouTube của mình tiếp tục gửi hàng cho khách. Trước màn hình đây là 20 cây trang thái màu đỏ. Mình đã chuẩn bị sẵn và chuẩn bị đóng thùng gửi cho chú Ngời. Chú Ngời có lên coi cái video này của con thì xem like ủng hộ con. Con đưa cái lô hàng này lên cho chú xem ạ. 20 cây trang thái đỏ. Rồi, con đã chuẩn bị đủ 20 cây gửi cho chú Người, chú Lê Văn Người ở chợ Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang. Con cảm ơn chú đã ủng hộ lô hàng này của con. Chúc chú luôn sức khỏe, vui vẻ. Chúc cả nhà YouTube cũng có một ngày thứ sáu làm việc cuối tuần thật là vui vẻ, hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.